Xin chào cô chú và mọi người. Tôi ở Củ Chi đã 3 năm rồi, lần đầu tiên biết đến cái bệnh viện huyện Củ Chi luôn. Có một bạn kêu cứu cho một bé chó mẹ và mấy em cún con, nhưng mà người ta bắt hết ba bé đi rồi, bây giờ chỉ còn một bé thôi. Bé sống lang thang ở trong cái bệnh viện này, ngủ ở dưới một cái cục nóng của cái máy lạnh. Bây giờ đây là ở trong bệnh viện. Ti không biết là người ta có cho quay clip không nên Ti quay đại cho mọi người cùng xem, đi cứu một em chó hoang để mang về máy ấm. Anh đâu rồi? Bây giờ mệt quá, vừa đi vừa thở. Nhiều người cũng nói thẳng là hơi ác nha. Nếu mà không thương bé cún thì thôi, để cho các con sống bình thường. Còn đuổi chó mẹ đi nữa, bắt chó con. Ti đã tới được điểm rồi. Đây nè, bé nó nằm ở dưới cái cục nóng này. Tại vì Ti phải đứng từ xa quay, không bé chó mẹ nó sẽ chạy trốn. Bé nó đang nằm dưới cái gầm này nè, mọi người nhìn thấy không? Bây giờ hai vợ chồng Ti sẽ lên kế hoạch bắt bé. Thôi bây giờ Ti khép lại clip này nha. Tí nữa Ti sẽ ghi một cái clip khác. Bây giờ Ti sẽ hỗ trợ chồng Ti để cứu bé. Ti có mua theo hộp cơm nè cô chú.